Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin tối FBNC ngày 6 tháng 2. Sau đây sẽ là buổi trao đổi với chuyên gia về thị trường chứng khoán. Phương Lan xin kính chào quý vị. Và tiếp theo để cùng nhìn lại thị trường chứng khoán giao dịch trong suốt một tuần giao dịch vừa qua, thì chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc trao đổi ngắn cùng anh Lê Vũ Kim Tinh, hiện là giám đốc chi nhánh Tân Bình đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Trước tiên xin cảm ơn anh Tinh đã dành thời gian đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa anh, là trong một tuần giao dịch vừa qua thì có thể thấy rõ là cái sự rung lắc khá mạnh của VN Index khi có lúc VN Index đã rơi khỏi mốc 560 điểm, khiến cho tâm lý nhà đầu tư họ vô cùng hoang mang, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Tuy nhiên, càng về những phiên cuối tuần thì dường như có vẻ thị trường đã diễn biến theo một chiều hướng lạc quan hơn ạ. Anh nghĩ sao về thị trường trong một tuần giao dịch vừa qua thưa anh? Nhìn lại tuần qua và trước đó nữa, chúng ta nhìn lại trước đó thì tuần trước đó nữa thì VN Index nó tăng khá mạnh, lên trên mức 580 điểm, sát về 590. Thì lúc đó thì chúng ta cũng nhìn nhận được rằng là chỉ số lúc này là được lực đỡ bởi các cái cổ phiếu ngân hàng tăng khá ấn tượng, từ khoảng 25-35% trong mỗi lượt cổ phiếu. Lúc đó thì người ta nói là sóng đã tăng, nhưng thực tế thì chúng ta cũng thấy được là các cổ phiếu hầu như là đi ngang và chưa có một cái động thái gì. Còn một số dòng cổ phiếu như là dầu khí thì chúng ta cũng thấy được rằng là nó chỉ tích lũy ở trong biên độ hẹp. Khi thông tin bên ngoài tốt thì nó có nhích lên một chút xíu, khi thông tin mà xấu đi thì nó lại giảm một chút xíu. Tất nhiên là biên độ tôi cho rằng là nó không ảnh hưởng gì đến cái chỉ số cả, chủ yếu là bởi các cái dòng của ngân hàng. Đồng thời qua đến tuần này, và nhất là vào phiên thứ ba của tuần này, thì chúng ta cũng thấy được là khi mà dòng dầu khí mà có sự chốt lời cực kỳ, người ta họ chốt lời trong cái khoảng mà lợi nhuận vừa qua, khi mà người ta họ tham gia được thì chúng ta thấy lập tức chỉ số nó bị chững lại và có hơi đà đi xuống. Đặc biệt là cái phiên vào ATC và cuối phiên thì hầu hàng loạt các cổ phiếu của ngân hàng đều giảm sàn, ATC cực kỳ lớn, làm cho cái tâm lý cực kỳ hoang mang. Đồng thời kéo theo những cái cổ phiếu nhỏ và những cổ phiếu không có tăng giảm gì hết cũng ảnh hưởng theo. Thì hơn nữa thì kèm theo là cái tuần này là cái thuận mà hiệu ứng của thông tư 36 là có thể là áp dụng từ ngày 1. Thì từ đó cái tâm lý người ta họ càng cảm thấy là thị trường trong thời điểm này là rất là khó đầu tư. Thưa anh, cũng trong dạo thời gian gần đây thì có thể thấy là cái thanh khoản của thị trường đang càng ngày càng trở nên thấp hơn ạ. Điều này là do tâm lý của nhà đầu tư họ đang sợ vào giải ngân vào thị trường, hay là đang những ngày mà cận Tết thì cái số lượng nhà đầu tư họ rút ra để chuẩn bị cho dịp Tết sắp đến ạ? Anh nói gì về cái việc thanh khoản của thị trường hiện đang ở mức rất thấp như hiện nay ạ? Chúng ta cũng phải nhìn nhận được rằng là thị trường bây giờ đang hiệu ứng với cái thông tư 36. Tất nhiên nguồn vốn của các tổ chức tín dụng nó cũng hạn chế bớt vào chứng khoán. Đồng thời với cái cũng như là cái tâm lý của nhà đầu tư hiện nay, người ta họ cho rằng là bởi những cái dòng tiền nó không còn nữa thì chắc chắn là đầu tư vào cổ phiếu tại thời điểm này thì nó sẽ đi với một chừng mực biên độ rất là hẹp và khó có lời trong thời điểm hiện tại. Bởi vậy người ta cũng rất là dè chừng. Hơn nữa mà chúng ta cũng thấy được là chỉ số nó sẽ ảnh hưởng bởi những cái cổ phiếu vốn hóa lớn và một số cái ngành nhất định. Như trước đây thì chúng ta thấy là dầu khí, thì sau khi dầu khí nó đã hết rồi thì chúng ta lập tức chúng ta thấy ngay là cái ngành ngân hàng nâng đỡ, nhưng mà nó cũng dao động rất là mạnh, làm cũng ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư rất là lớn. Trong lúc đó thì các nhà đầu tư người ta họ những cổ phiếu mà mang tính đầu cơ hoặc là nhỏ thì hầu như các công ty chứng khoán người ta cũng hạn chế bớt cho vay những cái dòng cổ phiếu này, làm cho cái dòng tiền nó bị hụt đi. Tất nhiên là nó không tạo ảnh hưởng với những thanh khoản lớn nữa, mà chúng ta thấy là chủ yếu tập trung vào những cái cổ phiếu vốn hóa lớn cũng như là cổ phiếu ngân hàng, nó làm cho thị trường nó nâng đỡ thị trường, đồng thời là nó tạo tính thanh khoản. Chứ thực sự ra thì chúng ta cũng thấy được là tất cả các cái dòng cổ phiếu khác hầu như là thanh khoản thấp lại. Thì bởi từ những cái yếu tố đó mà chúng ta thấy là thanh khoản nó giảm đi khá nhiều. Thưa anh, là nếu như trước đó thì cũng không ít nhà đầu tư họ kỳ vọng vào cái kết quả kinh doanh
quý 4 cũng như là cả năm của các doanh nghiệp niêm yết. Tuy nhiên tới thời điểm này, một thực tế cho thấy là cũng có khá nhiều công ty họ ra kết quả báo cáo thật sự rất là tốt và lợi nhuận tăng có thậm chí có thể là gấp rất nhiều lần so với kế hoạch cũng như là những cùng kỳ so với những năm trước. Tuy nhiên phản ánh trên giá cổ phiếu trên thị trường thì không như kỳ vọng của nhà đầu tư ạ. Anh nói sao về điều này thưa anh? Cũng là với cái đồng quan điểm đó thì chúng ta cũng thấy được một số cái cổ phiếu nó có kết quả kinh doanh khá đột biến. Tuy nhiên thì nó chỉ phản ánh có ngày hôm đó, ngày hôm sau thì nó hình như là lưng chừng và đi ngang. Thậm chí chúng ta còn thấy là một số cổ phiếu đã đưa ra cái thông tin là tạm ứng cổ tức hay là phát hành cổ phiếu thưởng gì đó vân vân. Thì nhưng chúng ta thấy là nó chỉ ở một phiên, hai phiên rồi sau đó đi ngang và giảm điểm. Cái điều này chứng tỏ rằng là chúng ta cũng thấy được như hồi nãy tôi nói là bởi cái thông tư 36 hiện nay nhà đầu tư họ cân nhắc rằng là dòng tiền hiện nay đang thiếu thiếu vắng và bởi vậy cái tâm lý của người ta khi người ta họ đầu tư vào mà không có thanh khoản thì người ta họ sẽ suy nghĩ ra là nó sẽ rủi ro bán. Tất nhiên là khi mà bán thì rất là khó bán, khi mua thì dễ dàng, thì cứ nó, người ta họ tạo một cái tâm lý không an toàn. Lỡ khi mà vì thị trường nó có sự giảm sâu hoặc là những cái cổ phiếu dẫn dắt như ngân hàng hoặc là blue chip hoặc là những cổ phiếu mà vốn hóa lớn nó giảm sâu thì những dòng cổ phiếu này lập tức là bán sàn nó cũng khớp nữa. Nên người ta họ sẽ rủi ro rất là lớn với cái mức lợi nhuận mà người ta họ tính ra được là bao nhiêu phần trăm đó, nhưng mà rớt trung phiên hoặc hai phiên thì cái phần trăm này nó giảm rất là đáng kể và nó nhiều hơn những cái gì mà người ta được. Thì bởi từ đó là cái tâm lý mà người ta họ cảm thấy là không an tâm để đầu tư vào. Và hơn nữa thì chúng ta cũng biết được là như tôi nói là vừa rồi là những cái dòng cổ phiếu nhỏ và vừa hoặc là những họ có cái tính lúc trước là có cái tính đầu cơ hoặc là thanh khoản rất là lớn, nhưng bây giờ hạn chế bớt, những cái dòng này nó không còn được, có thể là bị hạn chế về bởi margin, tỷ lệ này kia, thì người ta họ nghĩ rằng là họ không tham gia được. Tuy nhiên họ phải tìm ra những cái cổ phiếu nào mà có tính an toàn hơn để người ta đầu tư vào. Thưa anh, như vậy thì như anh vừa chia sẻ thì có lẽ như là tâm lý nhà đầu tư hiện tại thì họ có cái nhìn khá là tiêu cực đối với thị trường ạ. Như vậy thì bản thân anh là một chuyên gia trong ngành chứng khoán, anh có lời khuyên gì dành cho các nhà đầu tư của chúng ta? Chúng ta cũng thấy được rằng là thị trường thì nó có từng cái giai đoạn, từng cái cung bậc nhất định. Lúc thì quá hưng phấn, lúc thì nó tạo nên cái tính rất là tiêu cực, làm cho rất là dễ hoang mang. Nhưng mà, và nó cũng tạo ra rất là nhiều yếu tố bất ngờ, lúc thế này, lúc thế khác, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng là nhà đầu tư thì luôn luôn người ta họ sẵn sàng khi có cơ hội hoặc là có điều kiện thị trường tốt họ sẵn sàng giải ngân. Tuy nhiên thì trong cái thời điểm này là cần Tết và cũng một cái kỳ nghỉ lễ dài, đồng thời cái thông tin, các thông tin đều đã cục bộ đã coi như là đã có hết rồi, và một số thông tin khác thì nó vẫn dừng lại ở mức độ vừa phải, thì tôi nghĩ rằng là thị trường nó vẫn có những cái thanh khoản yếu, nhưng mà thị trường tôi nghĩ là khó rất sâu. Sắp tới đây thì tôi nghĩ rằng là VN Index sẽ chinh phục lại mức có thể là 580-590, như sàn Hà Nội thì có thể là 85-86 điểm. Chứng tỏ đây, cái này tôi nói rằng là thanh khoản sẽ thấp, nhưng mà những cổ phiếu vốn cái như là có vốn hóa lớn cũng như là dòng cổ phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục là cái thước đo của chỉ số. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh trong cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy ghé thăm trang YouTube của FBNC để có thêm các thông tin và video của các chương trình trên FBNC. Quý vị cũng có thể xem lại các chương trình đã phát của chúng tôi tại kênh YouTube FBNC.
Trinh xin chào và hẹn gặp lại.